sau khi chết, đó là cái trung ấm hoặc là cái bạc đô, hay là trung ấm bạc đô đau đớn của sự chết. Thì tôi nhắc lại là có bốn bạc đô hay là bốn giai đoạn trung gian, nói một cách nghĩa là tổng quát đó, thì có bốn giai đoạn trung gian hay là bốn cái trạng thái bạc đô. Thì kỳ trước chúng ta đã nói về cái bạc đô tự nhiên của cuộc đời này, bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái bạc đô đau đớn của sự chết. Và những kỳ tới chúng ta sẽ nói về cái bạc đô tái sinh, là cái bạc đô mà gọi là trong 49 ngày sau khi chết. Thì hôm nay sẽ nói về cái chết và tiến trình chết theo tử thư Tây Tạng, tức là bạc đô tôn rôn. Mỗi bạc đô có nhiều giai đoạn, sau đây sẽ bàn đến hai, sau đây sẽ bàn về cái bạc đô, cái chết. Sở dĩ gọi là cái chết là một cái bạc đô hay là một cái quả trung gian đau đớn, bởi vì đối với người mà không tu tập á, thì chết là một kinh nghiệm đau đớn hãi hùng. Nhưng ngược lại, với người đã tu tập thì khả năng tự chủ khá cao, thì họ có thể nhiếp phục sự đau đớn thể xác. Nhờ tu tập thiền định có thể tập trung vào ánh sáng căn bản. Ánh sáng căn bản đó là thường thường có thể gọi là cái điểm linh quang, tức là cái phần tinh túy của tâm linh chúng ta, để mà đầu thai hoặc là để mà thành Phật hoặc là đi vào các quả luân hồi thì đều là có cái ánh sáng đó. Thì cái người mà có tu tập thiền định có thể tập trung vào ánh sáng căn bản hay bạc đô pháp tánh, là cái giai đoạn kế đó, và đạt giải thoát không phải trải qua các cái giai đoạn bạc đô tái sanh. Phần đông người thì phải lang thang trong quả trung ấm từ 1 tuần đến 7 tuần hay hơn nữa để tìm tái sinh, tùy theo nghiệp lực thúc đẩy. Đức Dalai Lama giải thích: vào lúc chết, những thái độ của ta đã quen làm từ lâu thường thắng lướt để hướng dẫn tái sinh. Cũng vì lý do này, sự chấp thủ mãnh liệt đối với từ ngã được phát sinh vì người ta sợ từ ngã của mình đang biến mất. Sự chấp thủ này là dây nối ở khoảng giữa hai đời sống. Ước muốn có một thân xác mới chính là cái nhân để tạo ra thân trung ấm. Cái thân trung ấm là cái thân sẽ đi đầu thai, nó sẽ vướng vất trong cái cõi trung gian trong vòng 49 ngày đó. Ngài nói tiếp rằng chết là một phần tự nhiên của đời sống, của sự sống mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu, không sớm thì muộn. Theo tôi thì có hai cách để nhìn cái chết trong khi ta còn sống: hoặc là ta tảng lờ nó, hoặc là ta chạm trán với viễn ảnh cái chết của chính mình, và bằng cách tư duy sáng suốt về nó, ta có thể giảm thiểu những khổ đau mà cái chết có thể mang lại. Tuy nhiên, trong cả hai cách, không cách nào thực giúp chúng ta chinh phục được sự chết. Là một Phật tử, tôi xem chết là chuyện bình thường, bởi vì Ngài là một Bồ Tát, Ngài tái sanh tùy theo ý muốn, cho nên Ngài coi chết là một sự bình thường, là một thực tại mà tôi phải chấp nhận khi tôi còn hiện hữu trên trái đất. Đã biết không thể nào tránh khỏi thì lo lắng làm gì. Tôi có khuynh hướng nghĩ đến cái chết cũng như thay bộ y phục khi nó đã cũ mòn, hơn là một cái gì hoàn toàn chấm dứt. Đó cũng là cái thấy của các thiền sư. Sinh giống như là đắp vào cái chăn bông, chết giống như cởi cái áo ra vào mùa hè. Tuy vậy, cái chết không thể biết trước. Ta không biết được khi nào cái chết đến với ta và ta sẽ chết như thế nào. Bởi thế tốt hơn hết là ta hãy dự phòng một số việc trước khi cái chết thực sự xảy ra. Không ai có thể biết mình chết chừng nào thì mình chết. Cái điều mình chắc chắn là mình sẽ chết, nhưng mà không biết chết vào lúc nào. Cho nên tốt nhất là lúc nào mình cũng nên chuẩn bị. Và mình cũng không biết mình sẽ chết cái kiểu nào.
chết bị xe cán hay là bị rớt máy bay hay là bị đau một cái bệnh gì ngặt nghèo, hay là mình an nhiên tọa hóa giống như mấy ông thiền sư, thì là có rất nhiều khả năng. Nó tùy theo cái nghiệp của mình từ đời trước và cái sự tu tập của mình trong đời này. Đương nhiên phần đông chúng ta đều muốn có một cái chết an ổn. Nhưng một điều cũng hiển nhiên nữa là ta không thể hy vọng chết một cách thanh bình nếu đời sống của ta đầy những bạo hành, hoặc nếu tâm ta thường dao động vì những cảm xúc mạnh như giận dữ, ái luyến hay sợ hãi. Vì vậy mà chúng ta rất cần đào luyện cho mình cái tâm bình tĩnh và xa lìa những cái sự nóng giận tham lam, để chuẩn bị cho mình một cái chết tốt đẹp. Và không phải chuẩn bị cái chết tốt đẹp mà ngay hiện tại chúng ta cũng có được một cái sự sống an bình. Cái người mà sân si tham lam thì không có bao giờ mà được an lạc hết, lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng thấy tức giận. Bởi thế nếu chúng ta muốn chết tốt, ta phải học cách sống tốt. Thành ra bàn cái chuyện chết không phải là một bàn một cái chuyện viển vông, mà bàn một chuyện hết sức thực tế ngay trong đời này. Nếu ta mong có được một cái chết an lành thì ta phải đào luyện sự bình an trong tâm ta và trong lối sống của ta. Ngày nay mình bớt những cái dục vọng, bớt những cái sân si đi, thì mình chết sống sao thì chết vậy. Bây giờ nói tới cái tiến trình chết. Tiến trình chết được giải thích cặn kẽ trong nhiều kinh sách Tây Tạng. Cốt yếu nó gồm hai giai đoạn tan rã. Tiến trình chết nó có hai giai đoạn tan rã, là một cái đường lối tan rã bên ngoài và một cái đường lối tan rã bên trong. Thì thường thường cái tan rã bên ngoài đó, tức là nó kết thúc cái giai đoạn đó bằng cái sự chấm dứt hơi thở, người ta gọi là cái chết lâm sàng, mà các bác sĩ tuyên bố là đã chết. Nhưng mà theo Tử Thư Tây Tạng thì là không đúng, là vì có những người sau đó sống lại, và có rất là nhiều người, có nhiều mà người gọi là chết thuộc đó. Thì bây giờ bên Mỹ đó họ có cả một cuốn sách, có rất nhiều sách mà phỏng vấn những cái người đó. Thì bên Mỹ là họ phỏng vấn tới 8.000 người mà đã có được cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm cận tử, tức là những người chết đi sống lại đó. Thì là những cái người đó họ làm nên một cái sưu tập rất dày, và làm cho y khoa phải băn khoăn thắc mắc những cái gì mà bác sĩ tuyên bố chết rồi thấy không đúng. Là vì có những người chết họ sống lại, thì họ kể, phần nhiều họ kể những cái kinh nghiệm rất là giống nhau và rất giống với Tử Thư Tây Tạng. Nhưng mà vì cái bối cảnh văn hóa của họ khác nhau, cho nên họ thấy những cái hình ảnh, ví dụ như thấy Thượng Đế chẳng hạn, thấy Chúa, vì cái hình ảnh của Chúa là Tây Phương, văn hóa Tây Phương họ tin Chúa. Nhưng mà ai cũng đồng ý, cũng cùng một cái kinh nghiệm là thấy họ đi qua một cái đường hầm rất là tối, rồi cuối cái đường hầm đó họ thấy ánh sáng. Thì ánh sáng đó thì là dưới hình thức một người rất là hiền từ, và người đó họ đồng hóa và là Chúa hoặc là Thượng Đế. Nhưng mà bên Phật giáo thì họ thấy đó như là hình ảnh Quan Thế Âm, Bồ Tát, hay là hình ảnh Phật Di Đà, tùy theo là họ tin thế nào. Thì tất cả hình ảnh đó đều do tâm biến hiện, nhưng mà cái ánh sáng đó thì ai cũng thấy hết. Cái ánh sáng đó tức là tinh chất của tứ đài của mình, khi mà mình không có bị giam giữ trong một thân xác nữa. Toàn thể sinh tồn của ta được quyết định bởi các đài chủng đất, nước, lửa, gió và khoảng không, tức là hư không đó. Nhờ các đài chủng này mà thân thể thành hình và tồn tại. Chúng ta có những cái chất cứng như là tóc, lông, móng, răng, da, nó thuộc về địa đài. Những cái chất lỏng như là nước mắt, ghèn, nước tiểu, nước bọt, đó vậy là thuộc về thủy đài. Rồi cái hơi ấm trong cơ thể mình là gọi là hỏa đài. Và những cái sự chuyển động, vận động của cơ bắp của mình gọi là phong đài. Hay là những cái ngọn gió lên, gió xuống, gió ngang, gió dọc ở trong bụng mình để nó làm tiêu hóa những thức ăn, đó là thuộc về phong đài. Nhờ các đài chủng này mà thân thể của chúng ta thành hình và tồn tại, và khi chúng phân tán thì chúng ta chết. Phân tán đây nghĩa là nó không có hoạt động nữa, mặc dù còn cái thân xác đó,
nhưng mà tứ đài phân tán có nghĩa là nó không có liên lạc với nhau nữa, nó không có làm cái phần sự của nó thì gọi là phân tán, chứ không phải là cái phân tán thực sự mà khi mà cái thân mình ra tro bụi hoặc là ra đất. Đây nói chữ phân tán đây có nghĩa là địa đài nó không có làm phần sự của nó, thủy đài không làm phần sự của nó, vì không còn cái tâm để mà điều khiển à, thì là nói là phân tán. Chúng ta đã quen thuộc với những đài chủng bên ngoài, những thứ định đoạt cách thế chúng ta sống, nhưng điều đáng chú ý là những đài chủng bên ngoài này tác động ảnh hưởng lên các đài chủng bên trong cơ thể của ta như thế nào, và tiềm năng cùng tính chất của năm đài chủng này cũng hiện hữu trong tâm chúng ta. Điều quan trọng hơn mà chỉ có Phật giáo nói là chính trong tâm mình cũng có địa thủy hỏa phong và không. Cái năng lực của cái tâm mình á là cũng có đủ năm đài chủng đó, thì cái điều đó là cái lý duy tâm của đạo Phật. Thành ra tiềm năng cùng tính chất của năm đài chủng cũng hiện hữu trong tâm chúng ta. Chẳng hạn như khả năng của tâm thức ta để làm nền tảng cho mọi kinh nghiệm là cái khả năng của đất. Đất là nó chuyên chở tất cả, thì cái khả năng của đất cũng là chuyên chở tất cả các cái pháp lành, dữ, thiện, ác, tốt, xấu, rồi vân vân. Có thể ghi nhớ tất cả những cái điều mà nó biết, vân vân. Thì tất cả cái đó, nó chúng ta có thể dùng cái chữ tâm địa. Thường thường người ta nói cái người đó tâm địa tốt, người đó tâm địa xấu. Tâm địa tức là cái đất tâm. Thì theo cái ngôn ngữ thông thường chúng ta cũng dùng cái tâm địa có nghĩa là cái đất tâm. Như vậy tâm nó có khả năng giống như đất, là nó chuyên chở và nó ẩn tàng nhiều thứ trong đó. Cho nên trong kinh phần nhiều dùng cái chữ địa tàng chẳng hạn. Địa tàng, Bồ Tát địa tàng là gì? Bồ Tát địa tàng cũng chỉ cho cái tâm của chúng ta là một cái kho tàng chứa rất là nhiều chuyện, chứa đủ tất cả pháp lành, pháp ác, địa ngục, thiên đường cũng nằm trong đó, mà Phật tánh cũng nằm trong đó. Cho nên gọi là địa tàng Bồ Tát, thì chỉ cho cái khả năng chứa đựng của cái tâm giống như đất à, gọi là tâm địa. Tính tương tục và dễ thích nghi của nó là nước à, cái này rất là hay. Cái tâm mình nó rất là dễ thích nghi à, ngồi như vậy nhưng mà nghĩ tới chuyện bên Tây bên Mỹ cũng được, ngồi đây mà cái tâm mình để ở nhà cũng được, cho nó không có quan ngại gì hết à, thì là cái tâm mình nó rất thích nghi. Và mình một người rất xấu có thể biến thành một người rất tốt tùy theo hoàn cảnh, một người rất tốt có thể biến thành người rất xấu à, thì là cái tâm của mình nó rất là dễ thích nghi à, của nó là giống như nước à, nó rất là mềm mại, nó len lỏi vào đâu cũng được. Cho nên chúng ta thường dùng chữ dòng tâm thức, cái dòng đó là chỉ cho cái dòng nước. Và nhiều triết gia nhiều cũng sử dụng cái tâm này giống như cái dòng nước, giống như Khổng Tử chẳng hạn. Khổng Tử nhìn cái dòng nước thì tưởng đến cái dòng sông. Thề giả như tu phù bất xả trú già. Hay là các cái nhà tâm lý học như William James cũng là dùng cái chữ stream of consciousness, đó tức là dòng tâm thức. Thì vì nước nó có một cái khả năng hết sức là linh động và nó rửa sạch bao nhiêu là phiền não, tội lỗi của chúng ta. Thì nó có một tính cách linh động giống như nước. Tính sáng suốt và khả năng nhận thức của nó chính là lửa. Cho nên chúng ta thường dùng chữ ánh sáng trí tuệ. Đó, thì là cái hỏa đài cũng là ở nằm trong tâm ta. Tính chuyển động liên tục của nó là gió. Tâm ta cũng có gió. Thành ra Đức Phật nói con người ta là tâm viên ý mã. Tâm ý của mình giống như con ngựa và con vườn, nó luôn luôn truyền cành, nó không có ở yên. Tính chuyển động liên tục của nó là gió, và tính trống rỗng vô hạn của nó là như hư không, hay là chúng ta thường gọi là bầu trời tâm thức. Thành đó, cái tâm của mình nó đủ cả năm đài à, giống như là bên ngoài. Thành ra tâm mình nó chứa cả vũ trụ bao la, không phải là ít. Sau đây sẽ giải thích cơ thể vật lý của chúng ta hình thành như thế nào theo một văn bản y khoa cổ của Tây Tạng. Các thức thuộc về giác quan khởi lên từ trong tâm. Thịt, xương, khứu giác và mùi được tạo thành do địa đài. Máu vì giác, vì tức là đối tượng của vì giác à, và chất lỏng trong cơ thể
khởi lên từ thủy đài, hơi ấm, màu, thì giác và hình sắc được hình thành từ hỏa đài. Hơi thở, xúc giác và đối tượng vật lý được tạo thành từ phong đài. Những lỗ hổng trong thân, thính giác và âm thanh tạo thành từ không đài. Tóm lại, chính từ nơi tâm biểu trưng tính chất năm đài chủng mà cơ thể vật lý phát sinh. Chính cơ thể vật lý cũng thấm nhuần năm tính chất này. Và chính vì cái phức thể tâm vật này mà chúng ta nhận thức được ngoài giới. Cái thế giới cũng gồm năm đài chủng đất, nước, lửa, gió và hư không như thế. Là nó tâm sinh ra vật, chứ không phải vật sinh ra tâm. Truyền thống mật tông Tây Tạng nêu lên một giải thích về thân xác hoàn toàn khác với lối giải thích mà chúng ta vẫn quen thuộc. Đây là một hệ thống tâm vật lý gồm một mạng lưới nâng đỡ với những huyệt đạo vi tế, khí hay là nội khí và tinh thần. Những thứ này phàn ngữ gọi là Nadi, Pana và Bindu. Thường người ta nói tinh khí thần đó. Tàn ngữ gọi là Sa, Lung và Tikle. Chúng ta quen thuộc với một thứ tương tự trong y khoa và châm cứu của Trung Quốc là các kinh mạch và khí huyết. Thân người được các bậc thầy ví như một đô thị. Các kinh mạch giống như đường xá, khí như ngựa, tâm như người cưỡi. Có 72.000 kinh mạch vi tế trong thân thể, nhưng có 3 kinh mạch chính, đó là kinh mạch trung ương chạy dọc cột sống và kinh mạch bên trái và phải chạy hai bên kinh mạch trung ương. Hai kinh mạch phải trái cuồn quanh kinh mạch giữa tại một số điểm để làm thành một dải vuốt. Dải này có thể gọi là cái chakra hay là luân xa đó. Dọc theo kinh mạch chính có một số luân xa gọi là chakra hay là trung tâm năng lượng. Từ đấy những kinh mạch phân ra như những cọng dù. Qua những kinh mạch ấy nội khí tuôn chảy, ta thường gọi là nội khí. Thì cái nội khí này bác sĩ y khoa không có thấy được. Trong khi mình chết, hơi thở bên ngoài tắt rồi, nhưng mà cái nội khí nó vẫn còn vận hành. Và đối với những cái người mà có tu thiền thì cái nội khí nó vận hành rất là lâu, có thể duy trì cái thân xác không có thối là do cái nội khí nó. Bây giờ có một cái bậc thầy của Tây Tạng chết năm 1985, mà cái xác của ông để trong 6 tháng mà không có thối rồi gì hết trơn, mà ngay bên Ấn Độ đó, là ngay chỗ đất Sikkim đó. Thì những cái gì mà tu cao đó, họ có cách, họ cái nội khí họ không có mất, mặc dù trên phương diện lâm sàng là bác sĩ tuyên bố họ đã chết rồi, mà cái xác không thối là vì cái nội khí nó vẫn còn. Có 5 khí gốc và 5 khí ngành ngòn. Mỗi khí gốc nâng đỡ một đài chủng và chịu trách nhiệm về một vận hành của cơ thể con người. Những khí ngành ngòn giúp cho các giác quan hoạt động. Những khí nào chảy qua tất cả các khí kinh mạch khác ngoài cái kinh mạch giữa thì đều gọi là bất tịnh, vì gợi lên những mẫu tư duy nhị nguyên tiêu cực. Những khí ở huyệt đạo trung ương được gọi là khí của trí tuệ. Cho nên phần nhiều những cái người ngồi thiền đó là họ để cho tất cả cái luồng khí bên trong của mình, nội khí đó nó chảy theo cái dọc, theo cái huyệt đạo trung ương mà thôi. Thì là nó phải là tập trung. Cho nên gọi là trong yoga gọi là luyện Kundalini hay là con rắn thần. Từ cái chỗ đốt xương cùng của mình mà lên thẳng cái tới đỉnh đầu, tức là cái huyệt bắt hồi đó. Là ai mà nghiên cứu về y học, y lý phương Đông thì sẽ hiểu cái chuyện này rất là rõ. Thì trong huyệt đạo là có chứa đựng những cái tinh chất nên gọi là tinh khí thần đó. Có tinh đỏ và tinh trắng. Chỗ chứa chính thức của tinh trắng là cái đỉnh đầu và tinh đỏ ở nơi lỗ rốn. Trong thực hành yoga cao cấp, hệ thống này được hành giả quán rất rõ bằng cách làm cho khí đi vào trong huyệt đạo trung ương nhờ năng lực thiền định. Một hành giả có thể trực nhận ánh sáng hay là điểm linh quang của từ tánh tâm hay là tánh giác. Ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta có cũng được Phật dạy về cái điều này, đó là tánh giác. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu đó. Quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm thì sẽ nhớ cái câu đó. Thì chỉ cái điểm liên quan này chỉ cho cái tánh giác đó. Điều này làm được nghĩa là
trực nhận được cái điểm linh quang của từ tánh tâm, tức là cái tánh giác đó đó. Điều này làm được vì tâm thức cởi trên khí. Bằng cách hướng tâm về một chỗ đặc biệt nào trên cơ thể của mình, hành giả có thể đưa khí đến đấy. Với cách ấy, hành giả đang mô phỏng cái điều xảy ra lúc chết, khi những gút trong các huyệt đạo được bung ra, khí chảy vào huyệt đạo trung ương và hành giả đốn ngộ tức thì. Đó là cái cách tu của Dốc Chen, mà phải là rất là kiên trì trong lúc sống thì mới được như vậy. Sự kết hợp của năm uẩn sẽ tan rã khi chúng ta chết. Tiến trình chết là một tiến trình duyên sinh phức tạp, trong đó những nhóm thuộc các khía cạnh tương quan trong thân và tâm ta phân tán đồng thời. Khi phong đài biến mất thì những thân hành, tức là co tay duỗi tay rồi vậy đó, là thân hành và các giác quan đều suy sụp. Những luân xa hay là trung tâm năng lượng cũng sụp đổ, và vì không có những luồng gió nâng đỡ chúng nên các đài chúng liên tiếp tan rã từ thô nhất đến vi tế nhất. Kết quả là mỗi giai đoạn của quá trình tan rã đều có hiệu quả vật lý và tâm lý trên người sắp chết, và được phản chiếu bằng những triệu chứng vật lý bên ngoài cũng như kinh nghiệm tâm lý bên trong. Triệu chứng vật lý bên ngoài thì chúng ta có thể thấy được, nhưng mà triệu chứng tâm lý bên trong thì chỉ có cái người chết đó họ biết thôi, và một cái vị mà tu cao họ có thể nhận biết thôi, hay là chuyên môn về những cái người mà đi liệm người chết họ biết được thôi. Sự tan rã bên ngoài các giác quan và tứ đài. Sự tan rã bên ngoài xảy ra khi các giác quan và tứ đài phân tán. Điều trước tiên chúng ta có thể ý thức là các giác quan ta ngưng hoạt động. Nếu người đứng xung quanh giường ta đang nói chuyện, sẽ đến một lúc ta có thể nghe âm thanh tiếng nói của họ mà không thể nghe ra một lời nào. Đây là dấu hiệu nhĩ thức đã ngưng hoạt động. Ta nhìn một vật trước mắt mà chỉ có thể thấy hình dạng lờ mờ, không rõ chi tiết. Đấy là dấu hiệu nhãn thức suy. Và việc cũng xảy ra tương tự đối với các khả năng ngửi, nếm và sờ. Khi các giác quan không còn được cảm nhận một cách tròn vẹn, đó là giai đoạn đầu tiên của tiến trình tan rã. Đó là nói chung, cái đầu tiên là năm giác quan nó đều không có hoạt động giống như lúc bình thường nữa. Thì đó là cái giai đoạn thứ nhất. Bốn giai đoạn kế tiếp đi kèm với sự tan rã của bốn đài. Thứ nhất là địa đài. Là phải địa đài nó phân tán trước, có nghĩa là nó ngưng hoạt động trước, cho nên những cái người chết họ hay hạ thổ đó, họ trụt xuống giường, cái đó là địa đài nó mất cái sự kiểm soát. Thân xác chúng ta khởi sự mất hết sức mạnh, chúng ta kiệt quệ không còn chút năng lực nào, không thể đứng lên, ngồi thẳng hay cầm bất cứ một vật gì. Ta không còn giữ được cái đầu của ta. Ta cảm thấy như mình đang té xuống, đang nhần chìm xuống đất, hay đang bị một sức nặng ghê gớm nghiền nát mình. Kinh điển mô tả nó như là một trái núi khổng lồ đang ép xuống người ta, và ta đang bị nó nghiền nát. Ta cảm thấy nặng nề khó chịu trong bất cứ tư thế nào. Ta có thể yêu cầu đỡ ta lên, chồng gối cao lên, lấy hết mền trên người ra. Màu da của ta phai nhạt và một màu tái xanh xuất hiện. Má ta hóp lại và những vết đen xuất hiện trên răng. Càng lúc ta càng thấy khó mở mắt, nhắm mắt. Khi sắc uẩn phân tán, ta trở nên mong manh, yếu đuối. Tâm ta dao động, nói nhảm, nhưng rồi là chìm vào hôn trầm. Đấy là những dấu hiệu địa đài đang rút vào thủy đài, gọi là địa nhập thủy đó. Điều này có nghĩa rằng gió, ngọn gió liên hệ đến địa đài đang trở thành ít có khả năng cung cấp một nền tảng cho ý thức, và khả năng của thủy đài bây giờ rõ rệt hơn. Bởi thế, dấu hiệu bên trong đó, gọi là dấu hiệu bí mật xuất hiện trong tâm ta lúc đó là thấy một cái hình ảnh chập chờn. Mỗi cái một cái hiện tượng bên ngoài như vậy có một cái hiện tượng tương ứng ở bên trong tâm thức của cái người sắp chết. Và chúng ta đọc cái điều này để chúng ta khi gần chết chúng ta có thể quan sát được những cái dấu hiệu đó, để biết mình gần chết thì mình phải lo niệm Phật hay là trì chú hay là gì đó. Thủy đài, bây giờ đến tan rã thủy đài. Chúng ta khởi sự mất khả năng kiểm soát chất lỏng trong thân.
À bây giờ cái này tôi mới hiểu vì sao mà mấy người gần chết, nhất là mấy vị già hay khóc. Họ hay khóc đó, quý vị thấy không? Họ không có kiềm chế được cái tình cảm của mình nữa. À, có những vị tu cao vẫn khóc, đi đâu khóc đó. À, thì cái đó là một cái triệu chứng là gần chết, cho nên thủy đài không có kiểm soát được. Chúng ta khởi sự mất khả năng kiểm soát chất lỏng trong thân, mũi ta bắt đầu chảy nước, miệng rõ nước miếng, có thể có nước mắt chảy ra và ta cũng có thể mất hết sự tự chế. Ta không thể nào di động cái lưỡi, mắt ta khởi sự cảm thấy khô cằn trong lỗ mắt, môi ta thuộc vào không còn chút sắc máu, miệng và cổ họng bế tắc, những lỗ mũi ta luống vào và ta cảm thấy rất khát nước, ta run rẩy co giật. Mùi tử khí bắt đầu phản phất xung quanh. Khi thọ uổng phân tán, khi mà thủy đài như thế phân tán thì kèm theo một trong năm uổng chúng ta phân tán chính là thọ uổng, tức là về cảm giác. Không có còn điều khiển được cảm giác của mình nữa. Khi thọ uổng phân tán thì những cảm giác của thân ta yếu dần, khi khổ, khi vui, lúc nóng, lúc lạnh. Tâm ta đâm ra mờ mịt, bất mãn, cáu tức và nóng nảy. Một vài kinh điển nói chúng ta cảm thấy như mình bị dìm trong đại dương hay cuốn trôi trong dòng nước lớn. Thủy đài đang tan rã vào hỏa đài, thủy nhập hỏa. Bây giờ hỏa đài thắng nước và có khả năng nâng đỡ tâm thức. Bởi thế dấu hiệu bí mật bên trong là người sắp chết thấy một đám mờ giống như khói cuồn. Giai đoạn thứ tư là hỏa đài phân tán, miệng và mũi ta lúc ấy hoàn toàn khô cằn, tất cả hơi ấm trong cơ thể bắt đầu mất dần, từ chân tay cho đến tim. Có thể có một luồng gió khói xuất từ đỉnh đầu, hơi thở lạnh giá khi qua miệng và mũi. Ta không còn có thể uống hay tiêu hóa bất cứ một thứ gì. Tưởng uẩn đang phân tán, đó là cái sự phân tán của tưởng uẩn bên trong. Ta không thể nhớ được tên bà con, bè bạn hay nhận ra họ là ai. Càng lúc ta càng khó nhận ra cái gì bên ngoài vì âm thanh và cái thấy rất lẫn lộn. Đối với người sắp chết, kinh nghiệm bên trong là như thể bị nuốt chửng trong một ngọn lửa lớn ở giữa một cái hỏa lò hừng hực hay toàn thế giới đang bị thiêu đốt. Hỏa đài đang tan vào phong đài, nên bây giờ nó không có thể làm nền tảng cho tâm thức được nữa, mà khả năng của phong đài thì rõ rệt hơn. Bởi thế dấu hiệu bí mật bên trong là những đốm sáng chập chờn trên một ngọn lửa mở ra như những con đom đóm. Cuối cùng là sự tan rã hay là hết, chấm dứt hoạt động của phong đài. Càng lúc ta càng khó thở, không khí dường như thoát ra ngõ yết hầu chúng ta, là chúng ta không có thở bằng mũi nữa mà thở bằng miệng, thở cá đó. Chúng ta khởi sự thở hào hển, những hơi thở vào càng lúc càng ngắn và khó nhọc, hơi thở ra càng lúc càng dài. Mắt chúng ta trừng trừng lên và chúng ta hoàn toàn bất động. Khi đó là hành uổng phân tán đó. Khi hành uổng phân tán, tâm ta trở nên hoang dã, không biết gì về thế giới bên ngoài. Mọi sự trở nên một khối mờ mịt. Cảm giác liên lạc cuối cùng của chúng ta với hoàn cảnh vật lý đang tan mất. Chúng ta khởi sự có những ảo giác và thấy các cảnh tượng. Nếu trong đời ta đã làm nhiều nghiệp ác, ta có thể trông thấy những hình thù ghê gớm. Những ám ảnh và những giây phút kinh hãi của đời ta bây giờ quay trở lại, và có khi chúng ta cố hét lên vì kinh hoàng. Nếu chúng ta sống một đời có lòng tử tế xót thương thì chúng ta có thể kinh nghiệm những cảnh thiên đường đầy hỷ lạc và gặp những bạn bè thân yêu hoặc những bậc giác ngộ. Với những người đã sống đời lương thiện thì khi chết có sự an bình thay vì hãi sợ. Kinh nghiệm nội tâm đối với người sắp chết là một ngọn cuồng phong quét sạch toàn thế giới, kể cả chính mình, một trận gió xoáy cuốn hút toàn vũ trụ, Kalu Rinpoche viết. Điều đáng xảy đến là phong đài đang tan vào tâm thức. Những ngọn gió đều tập hợp lại trong ngọn gió nâng đỡ đời sống nằm ở tim. Bởi thế dấu hiệu bí mật là người chết thấy một ngọn đuốc hay đèn đỏ rực
hơi thở vào càng nông cạn, hơi thở ra càng sâu. Ở thời điểm này, máu tụ lại đi vào trong kinh mạch của sự sống, nằm chính giữa tim ta. Ba giọt máu lần lượt tụ lại, gây nên ba hơi thở hắt ra cuối cùng. Rồi thình lình, hơi thở chúng ta chấm dứt. Chỉ một chút hơi ấm còn đọng lại ở tim. Mọi dấu hiệu của sự sống không còn, và đây là điểm mà sự xét nghiệm lâm sàng cho là chết. Nhưng những bậc thầy Tây Tạng nói, đến một tiến trình bên trong vẫn còn tiếp diễn. Thời gian giữa sự ngưng thở và thời gian chấm dứt nội khí, tức là hơi thở bên trong, được cho là khoảng chừng bữa ăn, tức khoảng 20 phút. Nhưng không có gì chắc chắn, và toàn thể tiến trình này có thể xảy ra rất nhanh. Rất nhanh đối với những người không tu, còn đối với người có tu thì có thể sẽ tùy theo họ điều khiển cái đó, cái nội khí của họ. Họ có thể điều khiển giống như cái vị Rinpoche mà chết ở Sikkim đó. Ông ta có thể giữ cái nội khí tới 6 tháng không có tan rã. Bây giờ đến cái sự tan rã bên trong. Trong quá trình tan rã ở nội tâm, ở đấy những tâm trạng và cảm xúc từ thô đến vi tế tan rã, ta gặp 4 tầng lớp tâm thức vi tế. Ở đây tiến trình chết phản ảnh ngược lại với tiến trình đầu thai. Đây là một cái người mình nghĩ là một cái người bình thường, không có ác lắm mà cũng không lành lắm, thì đương nhiên họ đi đầu thai. Thì khi đầu thai á, thì cái tiến trình đầu thai là nó ngược lại. Mình hắt hơi cuối cùng thì mình sẽ nhập vào một cái bào thai, nếu mà có cái duyên rất mạnh với một gia đình nào đó. Khi tinh huyết cha mẹ gặp gỡ, tâm thức ta do nghiệp thúc đẩy bị kéo vào. Trong thời kỳ phát triển bào thai, tinh chất của cha, một hạt nhân trắng và phúc lạc, an trú trong lung xa ở đỉnh đầu, trên cùng của huyệt đạo trung ương. Tinh chất của người mẹ, một hạt nhân đỏ và nóng, an trú trong lung xa, được nói là nằm dưới rốn chừng 4 ngón tay. Chính từ nơi hai tinh chất này mà những giai đoạn kế tiếp của sự tan rã xảy ra. Với sự biến mất của ngọn gió giữ nó lại đấy, tinh chất màu trắng đi xuống huyệt đạo về phía trái tim. Bên ngoài có tướng màu trắng hiện ra như một bầu trời trong sáng dưới ánh trăng. Bên trong, ý thức chúng ta trở nên vô cùng sáng suốt, và tất cả những tâm trạng do sân hận gồm 33 thứ đi đến chấm dứt. Giai đoạn này gọi là xuất hiện. Cho nên khi mà tinh cha huyết mẹ tụ họp lại thì cái thần thức người con đã nhập vào đó rồi. Rồi tinh chất của cha mẹ bắt đầu đi lên qua huyệt đạo trung ương, khi ngọn gió giữ nó ở nguyên chỗ đã biến mất. Tướng bên ngoài là một màu đỏ như bầu trời chiếu trên nền trời trong, như mặt trời chiếu trên nền trời trong. Bên trong có một cảm giác phúc lạc phát sinh, và những tâm trạng do tham dục gồm 40 thứ tất cả ngưng hoạt động. Giai đoạn này gọi là tăng trưởng. Tức là khi mình chết thì tất cả những cái tâm trạng ác, độc, hay là tham dục, những tâm trạng tiêu cực nó cũng chết luôn theo với mình, và những cái tâm trạng tốt nó cũng chết luôn theo với mình. Cho nên đó nó tạo thành một cái khe hở gọi là bạc đô. Và cái bạc đô đó nó sẽ thoáng qua, nếu mà cả đời mình không tu thì mình cũng gặp cái ánh linh quang đó, nhưng mà nó thoáng qua rất nhanh. Rồi mình lại trở lại theo cái nghiệp thức của mình, nó lôi mình trở lại vào cái quả luân hồi. Thì cái đó là lý do của một cái người mà tái sinh hoặc là đi vào trong cõi trung ấm. Khi hai tinh chất đỏ trắng gặp gỡ ở tim, tâm thức được kèm theo trong ấy, Tunku Wokgen Rinpoche, một bậc thầy lỗi lạc ở Nepal, nói rằng kinh nghiệm ấy giống như bầu trời và trái đất gặp nhau. Bên ngoài chúng ta thấy xuất hiện một màu đen giống như bầu trời trống rỗng chìm trong màn đêm dày đặc. Đó là lúc ta chết đó, lúc ta hoàn toàn chết. Và vừa đen ở đây thì vừa nổi qua bên trên kia là nhập vào một cái bào thai mới. Tướng bên trong là một trạng thái tâm thức không có tư tưởng. 7 trạng thái tâm do ngu si và vọng tưởng đi đến chấm dứt. Điều này gọi là thành tựu, thành tựu cái bào thai mới. Cho nên là trong cuốn mà Thắng Pháp Tập Yếu của Hòa Thượng á, ai đọc thì cũng thấy Hòa Thượng cũng có nói tới cái tiến trình này, là tâm của mình đó là một cái chuỗi dài không có chấm dứt. Mình khi mình chết, cái tử tâm xuất hiện, tử tâm xuất hiện làm cho cái thân xác chết rồi, thì khi cái tử tâm nó thoát khỏi thân xác thì nó sẽ thành kiết sanh thức.
Và kiếp sanh thức khi mà nó tìm được một cái bào thai thì nó sẽ trở vào trong cái bào thai liền. Thì khi mà nó vụt vô trong bào thai thì không gọi kiếp sanh thức nữa mà gọi là hữu phần. Cho nên cái tâm mình nó có cái giai đoạn mình bình thường là mình bình thường như vậy gọi là ý thức, nhưng mà khi gần chết thì là nó gọi là tử tâm. Rồi khi tử tâm nó xuất ra thì nó gọi là kiếp sanh thức. Rồi kiếp sanh thức nó sẽ làm chất liệu để tạo nên một đời sống mới gọi là hữu phần. Cứ thế chúng ta đi từ đời sống này qua đời sống khác mà là một cái giai đoạn tiến hóa hoặc là thụt lùi lên xuống trong sáu cõi luân hồi, là vì cái dòng tương tục của tâm thức không chấm dứt. Trừ phi một cái người tu cao nó có thể cắt đứt cái dòng sinh tử luân hồi bằng cách chấm dứt, không có còn tư tưởng gì nữa hết, và chấm dứt cái dòng tâm thức đó thì gọi là cắt đứt. Cho nên dốc chen là có nghĩa là cắt đứt đó, cut through, không có sinh tử luân hồi nữa. Thì là những cái vị mà gọi là A-la-hán là vậy, mới cắt đứt được cái đó. Còn chúng ta có thể là ló thấy cái ánh sáng đó, nhưng mà nghiệp lực chúng ta cũng là lôi chúng ta trở về. Cũng giống như khi chúng ta ngồi thiền đó, thì chúng ta ngồi im lặng như vậy mà chúng ta vẫn nghĩ lung tung ở bên trong, thì cho biết là cái sự giải thoát là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Thì khi đó gọi là thành tựu. Thành tựu là khi mình thấy một cái bầu trời đen tối là mình chết trong cái đời này, nhưng mà nó thành tựu ở cái đời sau. Khi chúng ta tỉnh lại, ánh sáng căn bản lóe lên như một bầu trời vô nhiễm, không mây mù. Đôi khi đấy gọi là tâm với ánh sáng của sự chết. Đức Dalai Lama nói rằng tâm thức này là tâm thức sâu xa nhất. Chúng ta gọi nó là Phật tính, suối nguồn thực sự của mọi thức. Dòng tương tục của tâm thức này kéo dài ngay cả đến khi thành Phật quả. Người ta thường ví, bây giờ nói về cái trạng thái mà khi sau khi chết, nồi khí cũng chấm dứt rồi. Người ta thường ví trạng thái trung ấm sau khi chết với hình ảnh một nữ tài tử đẹp ngồi trước tấm gương soi. Buổi trình diễn cuối cùng của nàng sắp bắt đầu. Nàng đang tô son phấn và kiểm soát lại một lần cuối toàn thể dáng dấp mình trước khi bước ra sân khấu. Vui chưa? Chết mà cũng mà tưởng tượng ghê lắm. Là tại vì khi đó là mình chuẩn bị cho một đời sống mới, chứ không có chết đi đâu, thực sự đâu. Cũng thế, vào lúc chết, bậc thầy khai thị cho ta tinh yếu của giáo lý trong tấm gương của từ tánh tâm và trực chỉ cho chúng ta trọng tâm của sự tu tập. Nếu bậc thầy không hiện diện thì những bạn đạo có duyên với ta nên có mặt để giúp ta nhớ lại. Cho nên cái chuyện mà khi gần chết mà gần những cái thiền tri thức hay là bậc thầy mình đến là một cái điều rất là hạnh phúc, để nhắc mình nhớ lại Phật Pháp, để mình đi theo cái con đường chánh. Người ta bảo thời gian tốt nhất để khai thị là sau khi hơi thở ra đã ngưng và trước khi hơi thở bên trong, tức là nồi khí chấm dứt. Mặc dù bảo đảm nhất là bắt đầu khai thì trong tiến trình chết, trước khi các giác quan hoàn toàn suy sụp. Nếu bạn không có cơ hội gặp thầy ngay trước khi chết thì phải thù giáo và tập cho quen với những chỉ dẫn này trước. Những hành giả thường thẳng về dốc chen là thiền đố ngồi đó đã hoàn toàn trực nhận từ tánh bản tâm trong suốt đời của họ, nên khi chết họ chỉ cần tiếp tục an trú trong trạng thái tính giác. Khi làm cuộc chuyển tiếp qua sự chết, họ không cần phải chuyển di tâm thức vào một vị Phật nào hay cõi Phật nào cả, vì họ đã thực chứng tâm giác ngộ của chư Phật ngay trong chính tâm mình. Cái chết đối với họ là sự giải thoát tối hậu, cao điểm của sự chứng đắc, tột đỉnh của một đời tu tập. Tử thư Tây Tạng chỉ có vài lời để nhắc nhở một hành giả như vậy. Bạch Ngài, bây giờ ánh sáng căn bản đã ló dạng, hãy nhận ra và an trú trong đó. Thì cái ánh sáng căn bản xuất hiện là sau khi chúng ta tắt thở và nồi khí bên trong cũng xuất rồi đó. Thì có một cái lúc mà ánh sáng căn bản ló ra, gọi là ánh sáng căn bản hay là điểm linh quang. Thì ai cũng có, một người cực ác, một người cực thiện hay chó mèo thì cũng có hiện cái đó, nhưng mà mình không có thấy được vì mình không có quen. Thời gian của ánh sáng căn bản, ánh sáng căn bản xuất hiện đối với một hành giả tức là một người tu thiền đó, nó kéo dài bao lâu vì ấy an trú không tán loạn vào từ tánh tâm. Cái này tiếng Tây Tạng gọi là Rigpa, cái từ tánh tâm hay là tánh giác ở trong kinh Lăng Nghiêm.
hay là Phật tánh, có rất là nhiều tên, hay là chân như, pháp giới, pháp tánh là vậy. Thì cái này là cái người mà cái vị thầy mà Lama ở bên Sikkim đó, năm 1975 chết mà có thể để cái xác tới 6 tháng. Và xung quanh xác của Ngài là hàng trăm hàng ngàn người tụ tập để tu hành xung quanh cái xác đó, và được cái sự ban phép của cái xác đó trong thời gian 6 tháng. Họ nhập thất, họ tu hành xung quanh đó rất là lâu, sau đó mới là đem đi thiêu. Cho nên vì đó có thể an trú tới 6 tháng luôn. Ánh sáng căn bản xuất hiện đối với một hành giả nó kéo dài bao lâu? Vì ấy an trú vào tự tánh. Nhưng đối với phần đông chúng ta thì nó kéo dài không hơn một búng tay. Và với vài người thì nó kéo dài khoảng chừng một bữa ăn. Tùy theo cái duyên với cái sự tu tập của mình. Phần đông người tuyệt nhiên không nhận ra ánh sáng căn bản. Thay vì thế họ rơi vào một trạng thái ngất xỉu có thể kéo dài tới 3 ngày. Cho nên chúng ta có cái tập tục là mở cửa mã đó. Thì tại vì khi đó là cái thần thức mình sống dậy. Sống dậy mới mò về nhà mới thấy bà con khóc lóc, và mình khi đó mới té ra là mình chết rồi. Khi đó rất buồn và bắt đầu đi lang thang trong quả trung ấm đó. Thì đa số người rơi vào một trạng thái ngất xỉu có thể kéo dài 3 ngày rưỡi, và sau đó thần thức mới thực sự rời khỏi thân xác. Mặc dù mọi rối ren mờ mịt của chúng ta đã chấm dứt lúc thân ta chết, song thay vì quy phục đón nhận ánh sáng thì vì sợ hãi và vô minh chúng ta lùi lại, và theo bản năng chúng ta bám lấy những gì ta đã từng bám giữ. Đấy chính là nguyên nhân ngăn cản chúng ta lợi dụng thời điểm mãnh liệt này làm cơ hội giải thoát. Padmasambhava nói rằng tất cả hữu tình đã sống và chết vô số lần. Chúng ta đã nhiều lần kinh nghiệm ánh sáng khôn tả này, nhưng vì bị bóng tối vô minh làm mờ mịt, chúng ta vẫn lang thang bất tận trong sinh tử. Khi ánh sáng căn bản ló dạng thì vấn đề then chốt sẽ là mức độ an trú tự tánh ở nơi ta, tức là mức độ tu thiền đó. Mình có thể tỉnh mà không có bị vòng đồng á, trong bao lâu. Chúng ta thử tự kiểm soát thêm mình ngồi thiền được bao lâu mà không móng lên một cái tâm gì hết trơn á, và thấy được cái tự tánh mà ánh sáng đó, chứ không phải ngồi mà ngủ gục thì cũng ăn thua gì. Cái tự tánh giác này là một cái sự vắng lặng và sáng suốt, chứ không phải vắng lặng mà u lì. Ánh sáng căn bản ló dạng thì vấn đề then chốt là mức độ an trú tự tánh của ta, mức độ hợp nhất bản chất tuyệt đối và đời sống hàng ngày nơi ta. Còn một quan trọng nữa là hợp nhất cái bản chất tuyệt đối và đời sống hàng ngày, tức là một cái người mà có tu đó, trực nhận được Phật tánh nơi tâm mình thì nhìn ai cũng nhìn ra thành Phật hết đó. Không thấy cái xấu của người ta mà chỉ thấy cái tốt và thấy Phật tính của người khác thôi. Thì cái đó là hợp nhất cái bản chất tuyệt đối và đời sống hàng ngày. Thì khi đó mình thấy gì cũng là thấy Phật hết. Mình muốn thấy Phật trong lúc chết thì mình phải tập thấy Phật ngay bây giờ. Tất cả mọi người mình xúc chạm ai cũng là Phật. Mình nghe người ta chửi cũng là giáo huấn của Phật. Mà giáo huấn bằng một cách gai gắt mà thôi. Chính những cái người chửi mình đó, họ dạy mình được nhiều hơn những người khen mình. Người họ nói những cái xấu của mình là thiệt, còn họ khen mình chưa chắc là thiệt. Cho nên một người có tu thì chúng ta tập như vậy, thì đến khi chúng ta chết đó, thì tất cả ánh sáng đó chúng ta nhìn ra là Phật hết trơn. Mà muốn thấy Phật bây giờ mình phải thấy Phật ngay bây giờ. Thành ra khi ánh sáng căn bản ló dạng, vấn đề then chốt là mức độ an trú tự tánh, mức độ hợp nhất bản chất tuyệt đối và đời sống hàng ngày, và mức độ thanh lọc tâm phàm tình nơi ta để thể nhập ánh sáng trong trạng thái nguyên ủy. Thì cái tâm phàm tình nó cũng rất là ghê gớm. Tại vì khi mình ngồi yên như vậy đó, không nghĩ gì hết trơn, nhưng mà con vẫn có cái nền tảng tâm phàm tình, là vẫn còn những cái hạt giống của sân si chưa đụng tới mình. Cho nên mà mình thấy là cô đó sao hiền đó, cho đụng tới thì biết. Cho nên phải đụng tới họ mới biết là cái nền tảng tâm phàm tình họ còn những cái gì. Họ còn những cái gì trong tâm họ. Cho nên là khi mà xúc phạm một cái người nào mà thấy họ không có gì đấy, mình biết cái này nền tảng của tâm họ là như thế nào. Còn nếu mà để yên như vậy thì ai cũng tử tế, ai cũng giống Phật hết trơn. Đụng tới thì là mình thấy là còn phàm, không không thì được đồng tới biết. Thì đó là cái nền tảng tâm phàm tình, mình còn những cái hạt giống của tham sân si thì rất là khó giải thoát. Mặc dù mình có nhập thất 3 năm không gặp người ta, không có gặp người ta thì đâu lấy ai mà để nổi sân nổi tham.
Cho nên là vẫn nhiều phần nhiều những cái người tu là họ phải ở núi, nhưng mà sau khi ở núi rồi thì phải hạ sơn, phải xuống núi để nghe người ta chửi, nghe người ta khen mà mình được bất đồng thì khi đó mới là chắc ăn. Chứ còn ở luôn trên đó thì cũng không có chắc ăn gì hết, tại vì đâu có xúc chạm ai mà biết mình còn sân còn tham hay không. Một chiếc xe phải cho nó chạy mới biết nó rơi chỗ nào chứ, còn nếu để ù lì như vậy không ai biết. Thành giống như mình đi mua xe mình phải cho nó chạy cho biết, còn nếu để như vậy mà không có thử thì mình biết nó rơi chỗ nào, mặc dù sơn phết rất là đẹp. Mẹ con gặp gỡ, có một phương pháp theo đó chúng ta có thể sẵn sàng chuẩn bị để nhận ra khi ánh sáng căn bản xuất hiện vào lúc chết. Đấy là phương pháp thiền tối thường, gọi là sự hợp nhất giữa hai ánh sáng, hay còn gọi là sự tan hòa giữa ánh sáng mẹ và ánh sáng con. Bây giờ xin giải thích cái ánh sáng mẹ là cái gì. Ánh sáng mẹ là cái tên mà ta đặt cho ánh sáng căn bản. Đấy là bản chất nội tại nơi mọi sự vật, nằm bên dưới toàn thể kinh nghiệm của ta và thể hiện trong vẻ sáng ngời nguyên vẹn của nó vào lúc chết. Cái ánh sáng mẹ tức là cái từ tánh Phật nơi ta, từ tánh Phật nơi tất cả mọi người, và cái bản tánh trong suốt trong mỗi sự vật, nó vẫn có cái đó, gọi là pháp tánh. Nơi mình thì gọi là Phật tánh, nơi vật thì gọi là pháp tánh. Chính cái pháp tánh nó làm nên cái vũ trụ nhiệm màu này. Cái hoa thì nó biết nở, mình nở đâu có được. Hoa thì nó biết nở, con ong thì nó biết làm tổ. Thì tất cả những cái biết đó nơi sự vật gọi là pháp tánh, nơi con người thì gọi là Phật tánh. Khi mà chúng ta thấy được cái nguyên ủy đó của mọi sự vật thì chúng ta sẽ có một cái thái độ kính trọng tất cả mọi sự, và thấy tất cả mọi sự đều là thơ, là hòa, là nhạc. Cho nên những cái người nghệ sĩ nó rất gần đạo ở cái chỗ đó, họ thấy được, họ thấy được cái vẻ đẹp nơi tất cả mọi sự. Thì cái ánh sáng mẹ là chỉ cho cái tên mà ta đặt cho ánh sáng căn bản. Đấy là bản chất nội tài nơi mọi sự, nằm bên dưới toàn thể kinh nghiệm của ta. Và khi chết đó, thì nó thể hiện trong vẻ sáng ngời nguyên vẹn vào lúc chết, là vì khi đó chúng ta không có bị giam giữ trong một cái thể xác bất tình nữa, cho nên nó lộ ra trong tất cả cái vẻ huy hoàng của nó. Ánh sáng con còn gọi là ánh sáng đạo lộ, là từ tánh của tâm ta. Cái mà nếu được thầy khai thị và chúng ta trực nhận thì ta có thể dần dần an trú nó nhờ thiền định, và càng ngày càng hồi nhập nó vào sự sống hàng ngày. Tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ giả dụ như mình chưa bao giờ thấy một tấm gương, chưa bao giờ thấy một tấm gương thì làm sao mình biết cái mặt mình như thế nào, nó có lồ nghè, lồ nồi hay là như thế nào mình không biết rồi. Tưởng tượng mình chưa bao giờ thấy một tấm gương và mình không biết mặt mình như thế nào, rồi một ngày kia có một người đưa cho mình một cái tấm gương và mình thấy cái mặt của mình ở trong đó, thì cái sự khai thị của bậc thầy là cũng giống như đưa lên một tấm gương. Thì cái mặt mình á, không phải là thầy cho mình cái mặt là của mình, mà nhờ thầy mình thấy được cái mặt mình. Cho nên cái sự khai thị của bậc thầy là giống như đưa lên một tấm gương để cho chúng ta có thể tự thấy cái mặt của ta, tự thấy cái bản lai diện mục của mình. Cho nên trong thiền hay dùng cái chữ bản lai diện mục, tới cái mặt mũi xưa nay, cái Phật tánh của mình giống y như Phật, không có thua một chút nào hết trơn á, không có thua một cái chút sáng nào hết trơn. Trong tất cả kinh điển đều nói cái chuyện đó. Phật khi mà thành đạo là Phật thấy nhà đâu tất cả chúng sinh, từ con côn trùng nhỏ nhất cho đến con người, đều có cái Phật tánh đó, mà không ai nhận ra đó để mà tu theo đó, cho nên cam chịu luân hồi sinh tử. Và Đức Phật là người đã nhận ra được cái đó cho nên giác ngộ. Thì cái Phật tánh đó gọi là cái ánh sáng căn bản là mà tất cả mọi người đều có. Nhưng mà cái ánh sáng con đó là cái ánh sáng mà nhờ cái đó ta có thể thấy được cái ánh sáng mẹ. Thì cái ánh sáng con này là ánh sáng đạo lộ, hay là cái từ tánh của tâm mà do bậc thầy khai thị. Khi bậc thầy khai thị mà chúng ta trực nhận thì ta có thể dần an trú nó nhờ thiền định. Trực nhận xong rồi không phải là nằm ngủ, nhưng mà phải luôn luôn là phải nhìn cho ra, để khi mà thấy được cái ánh sáng đó là mình nhận ra liền để hồi nhập. Chứ còn mình khai thì một lần rồi mình đi chạy theo sinh tử luân hồi thì cũng vô duyên, cũng không có thấy được. Đến khi mà gặp cũng không có nhận ra. Mặc dù ánh sáng căn bản là bản chất nội tài của ta và là bản chất của mọi sự, song ta không nhận ra, thành thử nó hầu như bị khuất lấp
chúng ta có Phật tánh nhưng mà chúng ta không có xài, không có thấy nó và cũng ai khai thị cho chúng ta. Ta có thể ví ánh sáng con như là cái chìa khóa mà bậc thầy trao cho ta để mở cánh cửa nhận thức, để nhận ra được ánh sáng căn bản mỗi khi gặp cơ hội. Bây giờ cái ví dụ này mới là dễ hiểu. Và hãy tưởng tượng ta đi, phải đi đón một người đến bằng phi cơ ở phi trường. Thì nếu mà chúng ta không biết cái người đó là như thế nào thì chúng ta phải có một cái tấm ảnh, tấm hình của người đó để nhìn. Nếu mà chúng ta không có cái tấm ảnh đó thì có thể mình đến phi trường mà cái người đó đi qua trước mặt mình rồi mà mình không biết. Nhưng nếu chúng ta có một cái tấm ảnh của người đó, hoặc là đã có hình ảnh của người đó trong trí mình, thì mình có thể nhận ra cái người đó một cách dễ dàng.